Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân mến. Đây là Bảo Lộc, đây là cái vành đai của quốc lộ 20. Các bạn thấy một cái vành đai hạ tầng cơ sở mà được nâng cấp lên như vậy đó, thì biết bao nhiêu người mà nông dân nghèo khổ ngày nào tất thần tật đó. Bây giờ họ trở thành những đại gia, họ trở thành những người giàu, các bạn thấy không? Đó. Những mảnh vườn này, mảnh vườn cà phê này ngày xưa là coi như là giá trị kinh tế đâu có được bao nhiêu đâu. Những người này các bạn nghĩ đi, đất đai họ đâu có đóng thuế, đâu có đóng thuế chính phủ ưu đãi mà. Cho nên bây giờ họ lợi dụng cái cơ hội mà hạ tầng cơ sở lên như vậy đó, là người ta sang mặt bằng, sang lấp mặt bằng. Các bạn thấy sang lấp mặt bằng để đặng mà giá trị kinh tế rất là cao. Bữa nay chỗ này là đụng vô 1 mét đó là 120 triệu rồi. Các bạn thấy không? Kinh khủng. Bởi vì đời sống đất nước đổi mới từng ngày từng giờ. Đấy, bên đây là mình đang là nâng mặt bằng bên này. Ngon không? Đấy. Khi cái này là cái quốc lộ 20, cái vành đai của quốc lộ 20. Các bạn nghĩ. Bởi vì nhiều khi mà những người mà chống phá đất nước hay những thành phần mà gọi là đi chửi theo đơn hợp đồng á, nó rất là đi ngược lại tất cả những gì mà trong cuộc sống và xã hội xảy ra hàng ngày. Bọn này nó đi tìm cách giết tôi cũng không nổi đâu. Còn lát thì tôi đã ở đây, một chỗ kia tôi đã chỗ nọ rồi, mà không mà đi ngược đuổi tôi. Đi ngược đuổi tôi cũng hơi bị khó các bạn. Thời bối giờ mà con người ta nó ghen, nó ganh ăn tức ở rồi vậy, châu cột thì ghét châu ăn. Các bạn thấy ngon, những cái lô đất này chốc lát đã trở thành những đại gia, những tỷ phú, triệu phú, tỷ phú Việt Nam rồi. Để ngon chưa, khi hạ tầng cơ sở mà được nâng cấp lên thì cuộc sống của người dân cũng thay đổi rất là nhiều. Các bạn thấy đó, dữ dằn lắm chứ không phải giỡn. Cho nên ngồi đó mà cứ xuyên tạc chống phá đất nước. Cái Việt Kiều bây giờ nói chung là không có cửa. Việt Kiều mà giờ nói khi đụng chạm cả nắm, quên đi hai chữ Việt Kiều. Thì khi tôi nói đến hai chữ Việt Kiều tôi thấy xấu hổ. Mà nói với mấy cái tên mà ba que chống cộng cực đoan ở hải ngoại, quên đi. Quên đi mấy cưng. Mấy cưng không có cửa với cộng sản đâu. Cộng sản bây giờ ra ngoại giao trên 200 quốc gia rồi, là những người đang lãnh đạo đất nước, đang xây dựng đổi mới đất nước. Các bạn thấy đó, phát triển đi đến đâu là thấy phát triển tới đó, đổi mới. Các bạn thấy này là mình đã kè bờ đê, kè bờ đê đấy, ngầu không? Làm nay cũng 5 tháng 5 về coi người ta làm sao. Ở trên cái Lâm Đồng Bảo Lộc này, trời cứu cho đất nước mình, cái vùng này nó mát mẻ lắm. Nóng thì không nóng quá như Đà Lạt, lạnh thì cũng không lạnh quá. Các bạn thấy không? Mình đây quốc lộ 20. Đây là số tiền mà của nhà nước mà vừa rồi được dư ra để tu bổ quốc lộ 1 đó các bạn. Đây là số tiền mà tồn dư đó. Cho nên thành phố Bảo Lộc, chính quyền thành phố Bảo Lộc họ ráo riết để đặng mà xin cái số tiền đó. Tôi quên bao nhiêu ngàn tỷ rồi, xin để đặng mà làm cái vành đai Bảo Lộc này. Cho nên hiện nay các bạn biết mới có bắt đầu làm được 1 năm thôi, mà cái vành đai họ sẽ tranh thủ trong vòng 3 năm mà phải hoàn tất. Đấy, các bạn chưa hoàn tất mà hiện nay là cái khu Capital Bảo Lộc đã dựng lên rồi. Cái khu Capital Bảo Lộc, các bạn đánh vô Capital Bảo Lộc các bạn sẽ thấy cái khu đô thị mới đã bắt đầu nổi lên rồi. Tay chùm bất động sản Wincom của Phạm Nhật Vượng, các bạn thấy đã bắt đầu chạy về đây rồi. Các bạn thấy không?
đất nước đổi mới và cái công cuộc phát triển đó nó cứ tiến độ từng ngày từng giờ. Hiện nay là đang tranh thủ phải ráo riết để làm cho xong cái mặt tiền cái vành đai này, mà cái vành đai này nó sẽ tránh quốc lộ, tránh cái đường Trần Phú ở trong thành phố Bảo Lộc. Khi mà tránh đường Trần Phú như vậy thì nó sẽ đỡ bị ùn tắc và tai nạn giao thông, một sự nguy hiểm, xe tải không được vô đó nữa, những xe khách cũng không được vô đó nữa. Các bạn thấy những cái khu mà dân mà làm rẫy ở đây, ở mấy cái vùng này á, người ta cắt biệt thự không, dữ dằn lắm chứ không dễ. Người ta gọi là dân xóm rẫy cắt biệt thự ngầu ha. Đất nước đổi mới mà, từng ngày và từng giờ. Bây giờ thời buổi bây giờ là phải biết lo làm ăn chứ, ngồi đó mà đi khóc mướn đi chửi thê thì suốt đời nó cũng không khá nổi. Hôm nay lại có cái tên nào mà lại giả cái đích phụ nữ vô chửi thê chửi lại Minh ghê đi. Cái đó là những sự ấu chỉ và mù quáng. Sự mù quáng của người ta nó làm cho họ trở thành cực đoan. Khi mà họ cực đoan rồi đó, họ không còn, họ sẽ bị bế tắc, không có lối thoát. Đây, tôi đi quay cho các bạn thấy thành phố Bảo Lộc đang phát triển và đổi mới như thế nào. Sớm mình đã quay những cái khu ở ngoài thành phố, bây giờ là mé vành đai bên ngoài. Nói chung là chỗ này là nhà mình đây, đây là nhà tôi đây. Đang ban đất rồi nè, ở dưới cái đồi đó còn mẫu mấy nữa. Tôi thích Bảo Lộc, cha mẹ cho mà thì mình giữ lại, chỉ vậy thôi. Đất ông bà cho mình giữ lại. Bây giờ mình chỉ đầu tư thêm vô thôi. Thôi xin tạm dừng ở đây nha, hẹn các bạn khi khác. Mình cho bao que học máu chơi với bạn. Tôi thấy cho bao que mấy cái đám mà rận rồi nó học máu, cho nó chết cha nó, toàn là cái lũ dòi bọ.